Qua khi mà dịch bệnh nó càng ngày càng nặng ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì rất là nhiều người miền Bắc comment vào những câu nói mình thấy là nó rất khó nghe ở trên cái kênh TikTok của mình và những cái kênh TikTok của những người khác và trên những cái mạng xã hội như YouTube này kia nữa. Họ nói là người miền Nam tiêu xài hung phí quá, để mà tới khi mà dịch nó xảy ra thì mọi người không trở tay không kịp và lúc nào cũng than đói than đồ, tại sao ngoài Bắc Giang họ bị như vậy mà họ có than đâu này kia đủ thứ đó. Mỗi người một cách sống. Bắc Giang chỉ là một cái thành phố nhỏ thôi, không thể nào mà so với thành phố Hồ Chí Minh được. Thành phố Hồ Chí Minh là cái vùng đất nó tập hợp dân tứ xứ, Bắc Trung Nam gì cũng có hết. Hà Nội không có cửa đông bằng Sài Gòn đâu. Mình đã sống và làm việc ở Hà Nội rồi. Hà Nội không có cửa mà đông nghẹt như Sài Gòn đâu. Sài Gòn là cái trung tâm lớn nhất Việt Nam mà mọi người ai cũng biết rồi. Nên cái người nghèo, người giàu nó khác nhau rất là nhiều. Người ta có nói một cái câu là Sài Gòn hoa lệ. Nghe thì nó rất là hoành tráng nhưng thực sự mình khi mà mình hiểu ra cái câu của một cái người mà họ nghiên cứu kinh tế, họ giải thích hoa là dành cho người giàu để nói về những cái sự sang trọng ở những khu đô thị cao cấp, những cái khu Phú Mỹ Hưng chẳng hạn, còn lệ là dành cho người nghèo, những cái người mà họ chật vật, họ sống, họ khi các bạn ra những cái khu chợ búa như khu chợ lớn quận 6 chẳng hạn thì họ thấy, các bạn sẽ thấy họ mua bán sồm khu chợ búa mà họ đè nhau, họ sống, họ tranh giành khách giật qua giật lại rất rất là nhiều. Môi trường Sài Gòn nó rất là nhiều và rất là nhiều người khó khăn. Cái đợt dịch này không phải là thời điểm để cho mọi người chê bai chửi nhau hoặc là chê bai người miền Nam này kia. Tại vì nếu mà so cho cùng, không biết là người miền Bắc có nhiều tiền hơn người miền Nam không, nhưng mà các bạn tổng thể nhìn vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ thấy là thành phố Hồ Chí Minh phát triển hơn rõ ràng, rất là rõ ràng luôn. Và cái đời sống của người thành phố Hồ Chí Minh nó phóng khoáng hơn. Tỷ lệ của người miền Bắc vào miền Nam nhiều hơn là tỷ lệ người miền Nam ra miền Bắc. Khi mình ra Bắc kinh doanh, nhiều người hỏi mình là sao người Bắc họ đổ xô vào Nam mà mày lại đi ra Bắc làm gì. Chính mình đã đặt câu hỏi, nhưng mà khi ra ngoài đó mình mới biết là người miền Bắc họ chi tiêu rất là kỹ lưỡng, rất là này kia. Nên mọi người nói cái vụ việc đó nó cũng đúng được một phần thôi. Nhưng mà có nhiều người, mình phải nói với mọi người là nó nghèo lắm. Sài Gòn nó rất là nhiều dân, nên đâm ra cái người giàu, người nghèo khác nhau. Người giàu á, dịch người ta gọi là sống chậm lại, còn người nghèo thì người gọi là chết chậm. Nên các bạn mà khi mà mọi người mà khi đã hiểu về văn hóa của mọi nơi thì lúc này á, không phải là thời điểm để mọi người mà chê bai hay trách móc nhau ngay lúc này, hoặc là chê Sài Gòn chống dịch dở này kia đủ thứ. Tại vì Sài Gòn không thể nào mà thua các tỉnh khác được, nhưng mà tại vì Sài Gòn dân số quá đông, nó quá đông, không thể nào mà Bắc Giang này kia là không có cửa để so dân số với Sài Gòn được đâu. Giờ có khu công nghiệp gì nó cũng không thể nào so bằng Sài Gòn được. Sài Gòn mấy khu công nghiệp mà ra chỉ cần đi bộ thôi á, những cái công ty như công ty Bochen này kia chẳng hạn, nó đi bộ thôi là tắc đường rồi, chứ không cần nói mà chuyện lái xe lái cộ này kia ở đâu đâu. Nhưng nên mọi người đừng có soi mói nhau ngay lúc này nữa, đây không phải là thời gian để cho mọi người soi mói lẫn nhau.